Hello, xin chào các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Võ Lâm 2. Vâng, Tiểu Long Du Ký. Vâng, qua vài tiếng server mới chiến hổ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 13 tháng 7. Vâng, bây giờ là 7 rưỡi tối rồi. Vâng, cách nhau khoảng 6 này 7, 8 tiếng. Vâng, 8 tiếng sau khi server mới thì, chiến hổ mới thành lập và mới ra đời thì sau 7 tiếng thì Long quay trở lại server chiến hổ. Và bây giờ server chiến hổ thì xuất hiện rất là nhiều các VIP, bởi vì đã có arc lên chuyển sinh 5 rồi. Các bạn theo dõi để ý ấy, thì các bạn biết được lúc đầu tham gia thì chưa một ai tái sinh. Lúc đấy chỉ toàn là những người mặc quần áo như kiểu là bạn này đang chạy này, Sako này, đấy, như kiểu bạn này đang chạy này. Mà bây giờ cách nhau chỉ vài tiếng thôi mà đã xuất hiện rất là nhiều cao thủ trong bộ 52. Vâng, cả nam đến nữ, vâng, khôi ngô đến tiêu chuẩn đều có hết. Và xuất hiện rất là nhiều thú cưỡi, đặc biệt là thú cưỡi này các bạn này, đấy, rất là nhiều thú cưỡi. Đấy, có cả siêu quang tốc độ di chuyển 100. Không biết là bạn ấy lấy từ đâu luôn, bởi vì là mình không cày nên không để ý. Còn những cái con đấy, cũng xuất hiện bôn tiêu 100. Chắc là cày sự kiện cho các bạn, hoặc là mua ở trong ngữ cát. Vâng, rất nhiều kiểu. Đặc biệt là có con cáo này cáo xanh đuôi. Con này không di chuyển 100. Con cáo này thì chắc chắn là các bạn lấy từ thẻ VIP rồi. Ở sự kiện thẻ VIP nó cho. Đấy, rất là nhiều cao thủ. Đây là biện kinh. Vâng, thường thường là biện kinh thì tập hợp đông đủ tất cả các anh em. Vâng, đây có bạn bày bán luôn này. Đấy. Đấy, chắc chắn là bạn này ăn Eleven rồi các bạn. Đấy, thẻ tháng này các bạn này. Ôi, có kim xà 4 giao dịch được luôn này. Vâng, không biết lấy từ sự kiện gì giao dịch được luôn. Rất là rẻ, cộng 7, 500 vàng. Đấy, một bộ kim xà full cộng 7. Chưa mở khóa, có 2K5. Đây, 1K này. Ồ, chưa đến 2K5. 2K tròn các bạn, đấy. Ngày xưa là cày mọt cả con mắt và tốn mất mấy trăm thiêu cái lệnh mới được một set kim xà 4. Bây giờ thì là cho không ai lấy. Hầu như là cho là, ví dụ cho Long bây giờ là Long cũng chả làm gì luôn. Long cũng chỉ cho lại thôi. Gọi thì người ta gọi thì bây giờ là ai có rồi cho để chặt kho thôi. Và chúng ta đi siêu quan tham khảo. Vâng, tham khảo xem anh em ở server chiến hổ vâng đông vui như thế nào. Vâng, Long sẽ đi một vòng. Vâng, có bạn BKV này, Tuấn Tiền Tỷ này, đấy. Đã có văn sức cấp 1 này. Đấy. Đa số là anh em bây giờ là tài sinh 5. Nếu anh em Eleven vào chắc chắn là tài sinh 6 được. Nhưng mà bây giờ là đang 8 giờ 53 phút, chắc chắn là một số cao thủ đang đi chiến trường nên chưa xuất hiện. Chúng ta sẽ cố gắng để tìm ra cao thủ nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
suất cao nhất. Hy vọng là ngày mai sẽ xuất hiện một số các cao thủ VIP khác nữa. Vâng, bye bye các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Vâng, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Chúng ta gặp nhau vào video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé. Bye bye.